đội Nga tiếp tục triển khai các đợt tấn công và đã đạt được những thành công tại khu vực Kupiansk và Chasovya. Điều này phần nào cho thấy sự hiệu quả trong các hoạt động của các lực lượng Nga. Tại khu vực Kupiansk, phía nam làng Onsani, quân đội Nga đang tiến dọc các vành đai rừng về phía nam, sử dụng các đơn vị súng trường cơ giới với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến được 950 mét và tiếp tục tấn công các vị trí địch dọc đai rừng theo hướng khe núi ở khu vực Chasovya, các nhóm tấn công của quân đội Nga đang đẩy mạnh hoạt động dọc theo con phố Obrasovaya. Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở Kalinovka. Các cuộc pháo kích, đấu súng dữ dội giữa các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Nga. Ở Volchan, thực trạng về vị trí không có thay đổi đáng kể, nhưng các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc theo các con phố Soboneya và Pushkin. Tại những khu vực này, cả hai bên đều đang cố gắng giữ vị trí của mình và ngăn chặn bước tiến của đối phương. Theo hướng Krasnoyarsky và Orekhovsky, quân đội Nga vẫn đang triển khai hoạt động tấn công. Các đơn vị của nhóm quân trung tâm và Donetsk tiếp tục triển khai tiến công, dù chậm nhưng ổn định. Ở hướng Krasnoyarsk, quân đội Nga dựa vào đầu cầu Ocheretinsky để tiến hành các hoạt động tấn công vào Vodovitzhenka. Lozovskoye và Progress. Các cuộc tấn công của quân đội Nga được yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ từ các đội pháo tự hành Gyat-CB, pháo D-30 và các đơn vị pháo tự hành Nona SVK. Máy bay tấn công Su-25SM3 vẫn tiếp tục hỗ trợ tích cực từ trên không. Ở hướng Orekhovsky, các nhóm xung kích thuộc sư đoàn súng trường cơ giới số 42 của Nga đang tiến hành các hoạt động tác chiến tích cực ở sườn đông bắc Rabotino. Các đơn vị này gần như đã đánh bật hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi khu vực phía Bắc, vùng Tốc Mác. Hiện tại, các đơn vị của Sư đoàn 42 đang chiến đấu để thiết lập quyền kiểm soát Banka Uspenovskaya cách Grabotino 3,5 km về phía Đông Bắc. Các hoạt động tấn công của quân đội Nga ở cả hai hướng đều đi kèm với hỏa lực và sự yểm trợ trên không dữ dội. Việc sử dụng nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau, bao gồm cả pháo và máy bay tấn công, giúp quân đội nga đảm bảo tính hiệu quả cao của các đợt tấn công trên chiến trường. Ukraine dẫn lời blogger quân sự có ảnh hưởng Niko Alexeyvanych, người có liên hệ với lực lượng vũ trang Ukraine ngày 26 tháng 6 cho biết lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga đã được triển khai tới Vấp khoảng 3 tuần trước. Lực lượng này được tung ra tiền tuyến vì các mục tiêu đầy tham vọng, đặc biệt là tăng cường các cuộc tấn công nhằm đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi Vấp để toàn quyền kiểm soát thành phố này. Theo đó, lữ đoàn 83 đã tham gia vào cuộc chiến ác liệt trong đô thị và cố gắng bao vây thành phố từ phía đông, nhưng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân phòng thủ Ukraine. Điều này đã khiến lữ đoàn 83 hứng chịu những tổn thất nặng nề. Blogger Nikolaevsky Vanek cho biết, sau 3 tuần, toàn bộ lữ đoàn đang được rút khẩn cấp về hậu phương để bổ sung lực lượng do thương vong lớn và chiến đấu kém hiệu quả. Quân số của lữ đoàn 83 được cho là đã bị tiêu hao nhanh chóng. Blogger Nikolaevsky Vanek thông tin thêm rằng, Ngoài thương vong, một số binh sĩ trong lữ đoàn 83 còn đảo ngũ và cảnh báo số phận tương tự có thể xảy ra đến với lữ đoàn 128 và 138 của Nga bởi một phần của lực lượng này đang bị mắc kẹt trong vòng vây tại nhà máy tổng hợp Vopchan. Văn Nách tuyên bố các lực lượng Ukraine bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và các đơn vị khác đang tích cực nhắm vào quân đội Nga gần tràn trong khi đó, cùng ngày, các quan chức Kharkov cho biết tình hình ở thành phố Vokchan vẫn rất khó lường, giao tranh liên tục diễn ra trên các tuyến phố. Thống đốc Kharkov Oleg Sinekubov cho biết hôm 26 tháng 6, tình hình rất khó lường, các trận giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn. Các quan chức Ukraine cũng tuyên bố hàng chục binh sĩ Nga đang bị mắc kẹt tại nhà máy tổng hợp Vokchan ở phía nam thành phố, dường như đề cập đến đơn vị bị tách khỏi lực lượng chủ lực Nga hồi tuần trước, nhưng không tiết lộ thêm thông tin ông sinekubov nói thêm quân đội nga đang tìm cách đột phá nhưng liên tục hứng chịu tổ thất bộ quốc phòng nga không bình luận về những tuyên bố do giới chức cũng như các blogger quân sự ukraine đưa ra nhưng thông báo lực lượng của họ đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị thuộc bảy lữ đoàn của quân đội ukraine tại hàng loạt khu vực ở tỉnh Kharkov, trong đó có hai điểm nóng là thành phố Vokchan và làng lipsi Vóc Chăn nằm cách biên giới khoảng 7 km, có diện tích hơn 70 km vuông là tâm điểm của chiến dịch tiến công khi Moscow mở mặt trận mới nhằm vào tỉnh Kharkov từ ngày 10 tháng 5. Chỉ huy pháo binh Ukraine với biệt hiệu Khefastut nhận định với AP rằng khi của Ukraine bắt đầu khai hỏa ở khu vực phía Bắc Kharkov ngay khi được phép, Hefastut nói, Himaes đã không im lặng suốt cả ngày. Ukraine đã được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, đảo ngược lệnh hạn chế đã có từ lâu. Ông Hephaestus cho hay, từ những ngày đầu lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các lực lượng của Ukraine đã phá hủy các đội quân dọc biên giới đang chờ lệnh tiến vào Ukraine. Theo ông, Ukraine không thể đạt được điều này nếu không có sự cho phép mới vì đạn dược thông thường không thể nhắm tới mục tiêu xa như vậy. Hephaestus cũng cho biết, Ukraine hiện có thể phá hủy các trung tâm chỉ huy của Nga nga đã đóng quân gần biên giới với ukraine và sẵn sàng chiến đấu. thứ trưởng quốc phòng ukraine ivan Hapriliuk nhận định với ap rằng ít nhất 90.000 binh lính nga đang ở trong lãnh thổ sẵn sàng cho cuộc tấn công mới khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ. hiện không rõ liệu có phải các binh lính thuộc lực lượng này bị khmer s tấn công hay không. Trước đây, các nhà phân tích mô tả Ukraine buộc phải chiến đấu bằng một tay bị trói sau lưng khi nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiếp tế cho các lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công dồn dập bằng UAV, tên lửa và máy bay chiến đấu. Điều này đã thay đổi vào tháng năm khi nhiều đồng minh của Ukraine cho biết giờ đây Kyiv có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên đất nga. Mỹ, sau khi tuyên bố thay đổi chính sách vào ngày 30 tháng 5, đã không đi xa như một số nước nhưng vẫn cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để nhắm vào các khu vực dọc biên giới từ Kharkov. Điều này cho phép Ukraine chống trả mạnh mẽ hơn trước cuộc tấn công mới của Nga bắt đầu ở khu vực này từ ngày 10 tháng 5. Trước đó, hôm 25 tháng 6, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã đăng tải những hình ảnh mới mà họ nói là hai hệ thống phòng không Panzer của Nga bị phá hủy ngay phía nam thành phố Belgorod. Các cơ quan báo chí Nga cũng đưa tin về vụ tấn công nằm trong tầm bắn của Himaes. Các chuyên gia cho rằng thực tế mới này đã tác động lớn đến Kharkov, đặc biệt khi biên giới Nga nằm rất gần nơi xảy ra giao tranh. Trước đây, Nga có thể tiếp tế nhân lực, đạn dược và trang thiết bị cho quân đội mà Ukraine gần như không thể can thiệp. George Barros chuyên gia quân sự về nga tại viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại washington nói với business insider rằng ngay trong những ngày đầu tiên đã có sự khác biệt tích cực ông Barros nói chúng thực sự đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của nga đồng thời nhận định ukraine có thể tiến hành các cuộc phản công chiến thuật nhỏ hai quan chức Ukraine nói với Washington Post rằng một số cuộc tấn công của Nga đã giảm bớt nhưng các căn cứ không quân mà họ sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vẫn nằm ngoài phạm vi mà Mỹ cho phép Ukraine nhắm vào. AP đưa tin khả năng tấn công mới của Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga với các bài báo địa phương cho biết quân đội Ukraine đã có thể tiến lên và giành lại một số vùng lãnh thổ mặc dù họ vẫn chịu kênh Military Summary đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga do phía Mỹ khởi xướng. Ngay sau thông báo này, người ta nhìn thấy một chiếc máy bay của chính phủ Nga trên cổng thông tin theo dõi chuyến bay Fajada khởi hành từ Moscow tới New York. Chính phủ Ukraine kiện bác bỏ hoàn toàn kế hoạch đàm phán hòa bình. Tại khu vực Kubian, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Petro Theo dữ liệu định vị địa lý, họ đã tiến lên khoảng 1,5 km. Theo hướng Sivert, các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Moscow đã chiếm được làng Radolivka, mặc dù không có xác nhận trực quan nào về điều này. Kênh Kriadovka đưa tin lực lượng Moscow đã chiếm được một vị trí quan trọng của đối phương gần làng Sinkovka, một thành trì kiên cố của lực lượng Kiev trong khu vực Kupian và án ngữ bảo vệ thành phố Kupian từ phía Bắc. Cụ thể, trên mặt trận Kubian, quân Nga tiếp tục bao vây Sten Makovka nằm ở phía nam thành phố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho mũi tấn công chủ yếu, lực lượng Moscow đã phát động cuộc đột kích vào Khúc, một vị trí quan trọng nằm ở phía đông Sinkovka. Lực lượng Kiev đã biến khu vực xung quanh ngôi làng thành một hệ thống công sự hỗ trợ lẫn nhau bằng hỏa lực bản thân Sinkovka đã trở thành tuyến yểm trợ chính cho Kubian từ phía Bắc. Trong một cuộc tấn công mãnh liệt, nhóm lực lượng Kiev tại khúc đã thất thủ. Việc kiểm soát vị trí này theo thời gian sẽ không chỉ cho phép Nga tiếp cận sườn và phía sau của đối phương ở Sinkovka mà còn có thể tiến về phía Pepchov Pavlovka. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bằng cách chiếm giữ khúc, lực lượng Moscow đã tạo ra một tình thế căng thẳng trên đối phương. Do một phần lực lượng bị bao vây, Kiev sẽ không thể chuyển sang các khu vực khác được nữa. Kênh Riba cho biết, trong ngày qua, quân đội Nga tấn công vào các cơ sở của đối phương ở Kharkov, Benkoros, Donetskovsky, Odessa và Nikolaev. Ngược lại, lực lượng Kiev tiếp tục pháo kích vào khu vực biên giới Nga và cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương ở vùng Smolensk bằng UAV. Tại khu vực Kupian Svatovo, quân Nga đang tiến về pepcho Pavlovka từ Osana, đồng thời cũng đã mở rộng vùng kiểm soát các hướng tiếp cận Sten-Makovka. Ở Adivka, quân Nga đã đẩy lùi một đợt phản công của đối phương tại khu vực Radnoprodokka và đang tiến hành các trận chiến ác liệt tại khu vực Sokol và Novoporovskoye. Tại khu vực Vremievka, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía Bắc, Staromayoskoye và ở Urozainoye. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tối 26 tháng 6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, 116 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra trên mặt trận. Báo cáo có đoạn, Nga tiến hành 43 đợt không kích thả 57 quả bom KAB, ngoài ra đối phương còn triển khai 359 UAV và thực hiện hơn 2.700 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi khẩu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Serversky, Kramatorsk và Torres đối phương đang tấn công mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ tại Pokrovsky. Trên mặt trận này, trong ngày, họ đã tăng cường nỗ lực, tổng cộng 37 cuộc tấn công đã được thực hiện. Tại Kurakovsky, Nga thực hiện 8 lần xung phong nhưng đều không thành công, báo cáo viết. Trong ngày, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 15 khu vực tập trung quân và vũ khí trang thiết bị, hai điểm kiểm soát, một trận địa phòng không, một kho đạn dược của đối phương, Bộ Tổng Tham mưu cho hay. Ukrainska Pravda đưa tin cựu chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trung tướng Yuri Sodon, với tư cách là người đứng đầu nhóm tác chiến chiến lược Kortesia phía Bắc, chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov. Ukrainska Pravda nhận được đơn tố cáo của tham mưu trưởng lỗ đoàn Azov Bogdan Krotevich gửi tới Cục Điều tra Nhà nước SBI và công bố các cáo buộc quan trọng. Tài liệu nói rằng Trung tướng Sodon đã không ở Mariupol trong một giờ và đưa danh những mệnh lệnh mâu thuẫn với vị trí của Azov và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36. Đặc biệt, theo thông tin của ông Karotevic, tướng Sodon đã ra lệnh cho lữ đoàn 36 xâm nhập vào nhà máy Azovstan và ra lệnh cho Azov đột phá vào nhà máy thép Ilyich. Nhưng vào thời điểm đó, Azov ở gần Azovstan hơn, còn thủy quân lục chiến ở gần nhà máy thép Ilyich hơn. Lời câu gọi của ông Karotevic gửi SBI cũng lưu ý rằng lữ đoàn Azov đã không nhận được bất kỳ loại đạn dược bổ sung nào trước khi bắt đầu phòng thủ Mariupol và các công sự trong thành phố không được dựng lên do vấn đề liên lạc của SOKON với chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo tham mưu trưởng Azov, được mô tả trong đơn tố cáo, trong quá trình Mariupol bị bao vây, hoàn toàn không có sự tương tác của các đơn vị không thuộc đơn vị đồn trú Mariupol. Điều này đe dọa nhiều đơn vị khác nhau bằng hỏa lực thân thiện ông karotevic tố cáo trung tướng lãnh đạo quân đội một cách không thỏa đáng và các quyết định của ông ta đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang ukraina lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ Ông Sodor, với tư cách là chỉ huy nhóm lực lượng Cortesia, chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công thứ hai của Nga vào khu vực Kharkov. Nhưng sau khi bổ nhiệm làm tư lệnh, viên tướng này bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh khó hiểu cho lỗ đoàn 12 để chiếm các vùng đất thấp, cũng như tiến quân một cự ly tối thiểu trong thời gian ngắn mà không đủ đạn dược. Đồng thời, một người đối thoại cấp cao của Ukrainska Pravda trong lực lượng phòng vệ khẳng định, tướng Sokol trên cương vị chỉ huy lực lượng liên quân đã được cả Tổng tư lệnh Alexander Sinsky và toàn thể Bộ Tổng tham mưu ủng hộ. Interfax Ukraine đưa tin một thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ được ký kết vào ngày 27 tháng 6 trong hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo ở Brussels, Bỉ. Một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu giấu tên lưu ý rằng sẽ có một vị khách đặc biệt ở Brussels, người mà chúng tôi không được phép nêu tên, nhưng tất cả các bạn đã viết về điều đó, dường như ám chỉ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quan chức này nói, và bạn cũng biết rằng ngày mai, sau bức ảnh gia đình của các nhà lãnh đạo EU, một cam kết an ninh sẽ được ký kết. Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra tại Brussels vào thứ năm và thứ sáu, ngày 27 và 28 tháng 6. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rằng vào ngày 27 tháng 6, tổng thống Zelensky sẽ đến hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels. Kiev Independent đưa tin Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine GRU ngày 26 tháng 6 cho biết, một vệ tinh được mua thông qua chiến dịch gây quỹ cộng đồng của Ukraine đã chụp được 4.173 hình ảnh về các mục tiêu của Nga trong gần 2 năm. Theo GRU, khoảng 38% tổng dữ liệu được sử dụng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho Nga. Nhờ vệ tinh ICE-IE, Ukraine đã thu được hình ảnh vệ tinh của 370 sân bay Nga, 238 vị trí trinh sát vô tuyến và phòng không, 153 kho dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu, 147 kho tên lửa, vũ khí máy bay và đạn dược cùng 17 căn cứ hải quân. Vệ tinh này cũng có thể theo dõi các điểm triển khai thường trực của quân đội Nga, các doanh trại và trung tâm động viên của họ, cũng như giám sát tổ hợp công nghiệp quân sự và khẩu cần của nước này, bao gồm cả cầu Crimea. Tình báo Ukraine cho biết điều này có thể giúp theo dõi động thái của các hoạt động Nga với nhân viên của nước này, bóc trần các ý định quân sự của nước này nhằm ngăn chặn chúng. Ngoài ra, ICIE có thể xác định chính xác các loại máy bay chiến đấu, tàu và hệ thống phòng không được phát hiện, cũng như ghi lại mức độ thiệt hại đối với các cơ sở bị ảnh hưởng, theo GUR. Sohi Pritula, một diễn viên hài chính trị gia và tình nguyện viên dẫn đầu các chiến dịch gây quỹ cộng đồng để giúp đỡ quân đội Ukraine, đã thông báo vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 rằng tổ chức từ thiện của ông đã mua một vệ tinh cho quân đội. Quỹ từ thiện Sohi Pritula đã ký thỏa thuận với công ty ICEIE của Phần Lan sau khi gây quỹ ban đầu 17 triệu đô la Mỹ để mua UAV tấn công Bayraktar. Nhà sản xuất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối nhận tiền và thay vào đó cung cấp miễn phí 3 chiếc UAV cho Ukraine. Hợp đồng với ICEIE đều rõ công ty sẽ chuyển giao khả năng của một trong những vệ tinh đã đi vào quỹ đạo của chính phủ Ukraine. Cho đến khi mua vệ tinh ICEIE, Ukraine không có vệ tinh riêng trên quỹ đạo và do đó phải dựa vào hình ảnh vệ tinh từ các đồng minh trong 6 tháng đầu tiên của cuộc xung đột với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thủ tướng Sol nói hôm 26 tháng 6 khi đề cập tới nội dung trong hội nghị thượng đỉnh EU và NATO được tổ chức lần lượt vào các ngày 27 tới 28 tháng 6 và 9 tới 11 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về việc tăng cường vai trò điều phối hỗ trợ cho Ukraine và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Sôn nói thêm, điều đó là hiển nhiên và tôi thấy điều quan trọng là phải tuyên bố rằng với những gì chúng tôi đang làm, NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. Thủ tướng Đức khẳng định NATO đã nhất trí về vấn đề này. An ninh xuyên Đại Tây Dương có tầm quan trọng hàng đầu, kể cả khi chúng ta nghĩ về triển vọng an ninh của Ukraine, ông Sôn cho hay. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ được tổ chức tại Washington, Mỹ từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 7. Giới chức Mỹ nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị này. Trước đó, vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tương lai của Ukraine nằm trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, song khẳng định Kiev chỉ có thể gia nhập NATO khi tất cả các nước thành viên đồng ý và Ukraine đáp ứng được các điều kiện, còn hiện tại vẫn chưa có thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, song NATO nhiều lần tuyên bố Ukraine chưa thể trở thành thành viên nếu nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột quân sự. Trong gần hai thập kỷ, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các chính sách của NATO là nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Nga. Gần đây, ông nhấn mạnh, hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev cam kết giữ vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO cnn dẫn lời bốn quan chức mỹ cho biết chính quyền tổng thống biden đang tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm các nhà thầu quân sự mỹ triển khai tới ukraina điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể khác trong chính sách với ukraina của chính quyền tổng thống biden khi mỹ đang tìm cách giúp quân đội ukraina chiếm thế thượng phong trước nga các quan chức cho biết, sau khi được phê duyệt, thay đổi này có thể sẽ được ban hành trong năm nay. Điều này có nghĩa là Lầu Năm Góc có thể cung cấp các hợp đồng làm việc bên trong Ukraine cho các nhà thầu quân sự lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2022. Chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu xem xét lại một cách nghiêm túc những hạn chế này trong vài tháng qua, khi Nga tiếp tục đạt được những thắng lợi trên chiến trường và nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội việc cho phép các nhà thầu mỹ có kinh nghiệm hiện diện ở ukraina có nghĩa là họ sẽ có thể giúp sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng có giá trị cao nhanh hơn nhiều một hệ thống tiên tiến mà các quan chức cho rằng có thể sẽ cần được bảo trì thường xuyên là máy bay chiến đấu F16 mà Ukraina dự kiến nhận vào cuối năm nay. Các cuộc thảo luận diễn ra sau một loạt quyết định mà Mỹ đưa ra trong những tháng gần đây nhằm cố gắng giúp Ukraina đánh bại Nga. Vào cuối tháng 5, tổng thống Biden đã cho phép Ukraina tấn công các mục tiêu bên trong Nga gần biên giới với thành phố Kharkiv của Ukraina bằng vũ khí của Mỹ, một yêu cầu mà Mỹ từng nhiều lần từ chối trong quá khứ. Tuần trước, chính sách này tiếp tục được mở rộng một lần nữa khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan cho biết Ukraine có thể phản công bất cứ nơi nào dọc biên giới Ukraine-Nga bằng vũ khí của Mỹ các quan chức hiện tại và trước đây quen thuộc với các cuộc thảo luận về việc triển khai các nhà thầu tới ukraina nhấn mạnh rằng sự thay đổi chính sách có thể sẽ dẫn tới vài chục đến vài trăm nhà thầu làm việc tại ukraina cùng một lúc nhưng điều này không tương tự như sự hiện diện áp đảo của các nhà thầu mỹ ở iraq và afghanistan các quan chức cho biết họ hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí đang được quân đội ukraine sử dụng do đó các thiết bị quân sự do mỹ cung cấp bị hư hỏng đáng kể trong chiến đấu phải được vận chuyển ra khỏi ukraine đến ba lan rumani hoặc các nước nato khác để sửa chữa mất nhiều thời gian quân đội mỹ cũng sẵn sàng giúp đỡ ukraine trong việc bảo trì và hậu cần thường xuyên hơn nhưng chỉ từ xa thông qua video hoặc điện thoại bảo mật Tỉnh trưởng Kharkov, ông Olev Sinegubov nói, các trận giao tranh trên đường phố ở thị trấn biên giới Vokchan vẫn tiếp diễn, khiến tình hình rất bất ổn và khó lường. Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn nhỏ cách biên giới chỉ 5 km, ngay sau khi phát động một cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào tháng 5. Và Moscow kiện giành quyền kiểm soát lượng lớn lãnh thổ ở đây, mặc dù hồi cuối tháng 5, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết quân đội Nga đã xa lầy ở Vokchan. Trong khi đó, theo ông Sinegubov, hàng chục binh sĩ Nga bị chặn bên trong một cơ sở công nghiệp bên trong thị trấn, dường như đề cập đơn vị bị tách khỏi lực lượng chủ lực Nga hồi tuần trước. Phía Nga đang cố gắng vượt qua và tìm cách đột phá, nhưng liên tục chịu tổn thất ở khu vực này. Tỉnh trưởng Sinegubov nói nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Ông cho biết thêm, trước đó Nga đã sử dụng máy bay để tấn công Vopchan và các khu định cư biên giới khác trong những ngày qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công gần Vopchan, nhưng khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin do giới chức Ukraine đưa ra, nhưng thông báo cánh quân Bắc đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị thuộc bảy lữ đoàn của quân đội Ukraine tại hàng loạt khu vực ở tỉnh Kharkov, trong đó có hai điểm nóng là thành phố Vopchan và làng Lipsy. Vóc Chan có dân số trước chiến tranh là khoảng 18.000 người, nhưng hiện nay gần như đã bỏ hoang vì người dân đã đi tị nạn khỏi cuộc chiến ác liệt. Thư tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc hôm 25 tháng 6 cho biết, Tôi nghĩ rằng nếu tôi là người quản lý nhân sự quân sự của Triều Tiên, tôi sẽ đặt câu hỏi về lựa chọn của mình trong việc cử lực lượng của mình làm bia đỡ đạn cho một cuộc chiến chống lại Ukraine. Business Insider đưa tin, ông Rader đang trả lời câu hỏi về việc Triều Tiên có khả năng cử các đơn vị công binh đến khu vực Donetsk, phía đông Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát. Đài truyền hình Chosun TV của Hàn Quốc và hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang có kế hoạch cử lực lượng xây dựng và kỹ thuật tới khu vực Donetsk của Ukraine đang được Nga kiểm soát ngay trong tháng tới để thực hiện công việc tái thiết. Trước đó, vào ngày 19 tháng 6, nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu bên kia bị tấn công. Theo Business Insider, các quốc gia bao gồm Mỹ và Nhật Bản đã lên án động thái này, còn Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét việc gửi vũ khí tới Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mô tả hiệp ước này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Trong khi đó, thư ký báo chí lầu năm góc Rider mô tả khả năng Triều Tiên cử lực lượng quân sự đến Nga lại chắc chắn phải để mắt tới và ám chỉ số lượng thương vong cao của Nga trong suốt cuộc chiến với Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cuối tháng 5 cho biết tổng số lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ tháng 2 năm 2022 là khoảng 500.000 người. Bộ này cũng cho biết con số thương vong trung bình hàng ngày của quân nhân Nga trong tháng 5 là hơn 1.200 người. Defense News đưa tin, trước cuộc họp Sao Ban hôm 25 tháng 6, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Ryder cũng công bố cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Andrei Belousov, nói rằng ông Austin đã khởi xướng cuộc thảo luận. Ông Ryder nói, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra của Nga với Ukraine. Theo Defense News, Nga đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc tấn công vào Crimea, bán đảo Nga sắp nhập năm 2014, trong đó Ukraine đã sử dụng tên lửa Atak-MS do Mỹ cung cấp. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow Linne Tracy để chỉ trích vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram, các biện pháp trả đũa chắc chắn sẽ được áp dụng. Theo Defense News, lần cuối cùng người đứng đầu Lầu Năm Góc Austin trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khi đó còn là ông Sergei Shoigu, là vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 theo thông tin của lầu năm góc cả hai đã thảo luận về hành vi thiếu chuyên nghiệp nguy hiểm và liều lĩnh của lực lượng không quân nga ở không phận quốc tế trên biển đen một ngày trước đó một máy bay phản lực của nga đã đâm vào một máy bay không người lái do thám của mỹ buộc nó phải lao xuống vùng biển quốc tế Andrei Belousov, tân bộ trưởng quốc phòng Nga, được bổ nhiệm vào tháng 5 năm nay cho một cuộc cải tổ lớn của Điện Kremlin. Ông Belousov là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản và sự thăng tiến của ông phần nào phản ánh khả năng của Nga trong việc quản lý ngành công nghiệp quốc phòng của nước này sau hơn 2 năm xảy ra xung đột với Ukraine. Theo Defense News, đây là lần đầu tiên ông Belousov và Austin trò chuyện với nhau. Mỹ coi bất kỳ cuộc trao đổi nào với Nga là cực kỳ nhạy cảm và ông Ryder không trả lời các câu hỏi về việc cuộc đàm phán kéo dài bao lâu, tại sao nó lại diễn ra, cũng như tình trạng liên lạc giữa Mỹ và Nga như thế nào. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng khi hai bên đều tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công và gây tổn thất cho đối phương hãng thông tấn Ukraine Farm dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 26 tháng 6 có 71 cuộc đụng độ đã xảy ra trên tiền tuyến, trong đó giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Tại tỉnh Kharkiv, quân đội Nga đã tấn công không thành công vào thành phố Vokchan và làng Lipsi 6 lần trong ngày. Trên hướng Kupian Kharkiv, Nga tấn công tên lửa bom dẫn đường vào các khu vực của thành phố này trong ngày 26 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của đối phương. Tại thành phố Liman tỉnh Donetsk, quân đội Nga đã tấn công không thành công vào các vị trí của Ukraina 8 lần trong ngày. Tình hình đã được kiểm soát theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina. Nga ngày qua tấn công mạnh vào thành phố Yar, Donetsk với bốn lần nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí. Thành phố Torres, tỉnh Donetsk ngày qua chứng kiến sáu đợt tấn công của Nga. Lực lượng Ukraine đã để lùi tất cả cuộc tấn công trên hướng này, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm. Thành phố Pokrov là nơi chứng kiến số trận giao tranh nhiều nhất trong ngày, trong đó quân đội Nga đã tiến hành 20 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26 tháng 6 đã thống kê thiệt hại của Nga từ đầu chiến sự. Theo công bố từ phía Ukraine, Moscow đã tổn thất 538.060 binh sĩ từ tháng 2 năm 2022, trong đó có 1.220 binh sĩ thương vong trong ngày qua. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội nước này đã đánh vào 8.039 xe tăng, 15.450 thiết giáp, 14.321 hệ thống pháo binh, 1.108 hệ thống tên lửa phóng loạt MRRS. 863 hệ thống phòng không, 359 máy bay và 326 trực thăng, 11.435 máy bay không người lái UAV, 2.324 tên lửa hành trình, 28 tàu thuyền, một tàu ngầm, 19.407 phương tiện và tàu chở dầu của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Hiện nay, phía Nga vẫn chưa có bình luận gì về các con số mà Ukraine đưa ra. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 26 tháng 6 đã phá hủy một xưởng lắp ráp và các địa điểm phóng UAV của Ukraine, đồng thời tấn công vào hàng loạt nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 109 địa điểm. Trong ngày, quân Moscow cũng phá hủy ba hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động HIMARS của Ukraine. Cụ thể, nhằm chiến đấu phía Bắc của Nga đã gây thương vong cho 7 lữ đoàn Ukraine ở Kharkiv, khiến đối phương mất khoảng 300 binh sĩ và một xe chiến đấu Bradley. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhằm chiến đấu phía Tây của Nga đã gây ra khoảng 4.000 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một xe tăng, 5 xe bán tải, một pháo tự hành M109, hai bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad và hai kho đạn dược của đối phương trong 24 giờ qua. Nga nói rằng nhóm chiến đấu phía nam của nước này ngày 26 tháng 6 đã cải thiện các vị trí tiền tuyến, gây tổn thất cho Ukraine 510 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tải. Tại các khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 405 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh Bradley, ba phương tiện cơ giới cùng một số khẩu pháo. Tương tự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã tiến tới các vị trí tốt hơn và đẩy lùi hai cuộc phản công của quân đội Ukraine trong ngày qua. Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 76 UAV hay rocket phóng tử Khima-S của Ukraine trong ngày 26 tháng 6. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã mất tổng cộng 613 máy bay chiến đấu, 276 trực thăng, 26.642 UAV, 533 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.433 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. 1.353 bệ phóng tên lửa đa nòng, 10.913 súng cối cùng các loại vũ khí khác, 22.975 xe cơ giới. Ngày 26 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Ukraine có thể chịu tổn thất lớn nếu cố gắng phản công trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7, theo TASS. Bà Zakharova nói, có thông tin rằng Kiev có kế hoạch tổ chức một cuộc phản công trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Mỹ từ ngày 8 tới 9 tháng 7. Người phát ngôn cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải gánh chịu tổn thất, thậm chí còn khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu trong đợt phản công mùa hè năm 2023 nếu phát động phản công. Bà Zakharova cho rằng có mối liên hệ giữa kế hoạch phản công của Ukraine với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ. Theo bà Zakharova, bầu cử Mỹ đang đến gần, các đảng viên đảng Dân Chủ Mỹ cần ít nhất một số thông tin thực tế trên chiến trường Ukraine nhằm duy trì sự ủng hộ cho Kiev. Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova. Báo cáo của viện nghiên cứu chiến tranh ISW hôm 26 tháng 6 cho biết quân đội Nga hiện đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập các đội hình vũ khí tổng hợp mới ở cấp quân đội và các nguồn tin Ukraine đề cập đến quân đoàn 51 có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đã thành lập một lực lượng vũ trang tổng hợp khác triển khai tới Ukraine. Trước đó, Đại tá Yuri Pop, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Kharkov, ngày 23 tháng 6 tuyên bố, quân đội Nga có kế hoạch triển khai các thành phần của lữ đoàn súng trường cơ giới khóa số 9 thuộc Tập đoàn Quân 51 về khu vực Kharkov. Pop đề cập rằng các đơn vị Nga đã thực hiện điều động từ Kherson, Oslad và các địa điểm không xác định khác để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Tương tự, Trung tá Naza Volosin, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Kortosia, ngày 25 tháng 6 báo cáo rằng các lực lượng Nga dự định chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155, Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 của đơn vị quân đội 51 sang Kharkov để bù đắp những tổn thất đáng kể của Nga. ISVK gần đây lưu ý các báo cáo rằng lực lượng Nga đã chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9, Quân đoàn Quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk số 1, DNRAC, từ các khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk đến mặt trận Kharkov. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về Quân đoàn 51 của Nga. Các tuyên bố từ các quan chức Ukraine ngụ ý rằng các lực lượng Nga có thể đã bổ sung lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 cho quân đoàn 51. Các nhà phân tích bình luận kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine do hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày với ông có khả năng chia sẻ NATO trao cho Tổng thống Vladimir Putin chính xác những gì ông ấy muốn. Kế hoạch hòa bình Ukraine này được Trung tướng đã nghỉ hưu Gus Gatlock và Vlad Vlaid vạch ra và trình bày với ông Trump. Cả hai từng là cố vấn trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời ông Trump còn nắm quyền Tổng thống giai đoạn 2017-2021. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chỉ cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev chấp nhận tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đồng thời, ông Kellogg nói với Reuters rằng Mỹ cũng sẽ cảnh báo Moscow rằng bất kỳ hành động từ chối đàm phán nào cũng sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. John Lau, một thành viên của chương trình Nga và Á Âu tại Chatham House nhận định, kế hoạch tiềm năng này chính xác là những gì Tổng thống Putin mong muốn. Ông John Lau tuyên bố, nó sẽ mang lại cho ông Putin một món quà. Olga Tokariuk, một cựu nhà báo ở Ukraine và hiện cũng là thành viên của Chatham House, đồng ý rằng kế hoạch này sẽ có lợi cho Nga khi cho nước này thời gian để tập hợp lại và tải vũ trang nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện dựa trên các chiến tuyến hiện hành, điều mà các cố vấn của ông Trump đã gợi ý trong khi ông Trump có thể rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine nếu thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, thì có rất ít sự đảm bảo rằng các thành viên NATO bao gồm Anh, Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ làm theo. Bà Tokariuk nói, điều này sẽ gây ra những dạn nứt trong NATO. Mikalo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ kế hoạch hòa bình trên và nói với Reuters rằng chiến tranh không thể kết thúc nếu nước này không đánh bại Nga. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC cho biết chính quyền Biden sẽ không ép Ukraine đàm phán với Nga. Người phát ngôn của NSC Andriani Watson cho biết, Tổng thống Biden tin rằng mọi quyết định về đàm phán đều tùy thuộc vào Ukraine. Trong khi đó, ông Fleit cho biết, ông Trump đã có phản ứng tích cực với kế hoạch trên, Tuy nhiên, Fleix nhấn mạnh, ông không khẳng định ông Trump đồng ý về kế hoạch hay đồng ý về các phần trong đó. Còn người phát ngôn của ông Trump Stephen Cheung cho biết chỉ những tuyên bố của ông Trump hoặc các thành viên được ủy quyền trong chiến dịch tranh cử của ông mới được coi là chính thức. Theo các nguồn tin, Tổng thống Zelensky đã đến thăm Pokrov, đô thị chiến lược án ngữ ngã ba, hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut, cũng là nơi đang hứng chịu những trận không kích dữ dội của Nga. Tại đây, Tổng thống Zelensky đã thảo luận với các tướng chỉ huy quân đội cấp cao về tình hình chiến trường và hỗ trợ nhân đạo. Tổng thống Zelensky nói trong đoạn video đăng trên Telegram, Tôi bắt đầu ngày mới ở tỉnh Donetsk bên cạnh Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Sinsky và tân chỉ huy lực lượng liên quân Andriy Khonatov. Tướng Khonatov là người trẻ tuổi nhưng kiến thức và kinh nghiệm tiền tuyến của ông ấy chính là điều chúng ta cần lúc này. Trong video, ông Zelensky đứng trước tấm biển tên thành phố Pokrov, một trong những điểm nóng nhất tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk hiện nay. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo đã gặp binh sĩ lưỡng đoàn cơ giới độc lập số 47, số 110 và nghe báo cáo trực tiếp từ các vị trí ngoài mặt trận. Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ cách chức tư lệnh lực lượng liên quân Yuri Sodon, bổ nhiệm ông Andriy Khonatov thay thế sau những chỉ trích về thất bại ở chiến trường phía Đông trong nhiều tháng. Trong chuyến thăm, ông Zelensky cũng nói về việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng ở khu vực Donetsk, nên phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến trong những tháng gần đây. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng có lời chỉ trích khiếm hỏi đối với các quan chức chính phủ, nói rằng họ nên có mặt ở đó và ở những nơi khác gần mặt trận, tại những cộng đồng khó khăn, nơi mọi người cần giải pháp ngay tức thì. Tôi rất ngạc nhiên khi một số quan chức chính phủ có liên quan đã không ở đây từ 6 tháng trở lên. Tôi sẽ đưa ra kết quả phù hợp về họ, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Pokrov nằm cách Avdiivka khoảng 40 km về phía Tây Bắc là khu vực an ngữ ngã ba chiến lược hướng về thành phố Donetsk và Bakhmut đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Abdiivka. Đây là khu vực chiến lược và nếu để mất Pokrov, sân phía nam của thành trì Chasovya và các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyan sẽ có lỗ hổng nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phá hủy hai kho vũ khí quân sự của Ukraine trong ngày 25 tháng 6. Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã phá hủy hai kho thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, một trạm radar theo dõi và phát hiện mục tiêu trên không P-18, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 128 địa điểm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm lực lượng ở tiền tuyến phía đông Donetsk cùng các lãnh đạo quân đội hôm 26 tháng 6. Ông Zelensky đã ghi lại một đoạn video trên phông nền là biểu hiện của thành phố Pokrov. Khu vực này là nơi xảy ra một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong chiến dịch của Nga ở Ukraine. Nga có thể đã thành lập một đội quân vũ trang hỗn hợp mới để triển khai đến Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cho biết hôm 25 tháng 6. Theo cơ quan này, quân đội Nga đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm cả việc thành lập các đội quân hỗn hợp. Các nguồn tin Ukraine đã đề cập đến quân đoàn 51. Đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đã thành lập một đội quân hỗn hợp khác để triển khai tới Ukraine. Trước đó, ngày 23 tháng 6, ông Yuri Pop, người phát ngôn của nhóm tác chiến Kharkiv, cho biết quân đội Nga có kế hoạch triển khai các đơn vị của lưỡng đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc quân đoàn 51 tới khu vực Kharkiv. Theo ông Pop, các đơn vị Nga được điều động từ vùng Kherson và các địa điểm không xác định khác để tăng viện cho mặt trận Kharkiv. Tương tự, ông Nasa Volosin, người phát ngôn của nhóm tác chiến Kortesia cũng báo cáo rằng Moscow dự định chuyển các đơn vị của lữ đoàn 155 thuộc hạm đội Thái Bình Dương và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 của quân đoàn 51 đến Kharkiv để bù đắp những tổn thất của lực lượng Nga. ISV gần đây lưu ý rằng quân đội Nga đã điều động được lực lượng từ khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk đến mặt trận Kharkiv. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về quân đoàn 51 của Nga. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng áp lực lên Nga vẫn tiếp tục gia tăng sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6. Phát biểu tối 25 tháng 6, Tổng thống Zelensky nói, sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã có thêm 8 quốc gia ký thông cáo chung và chúng tôi đang gia tăng áp lực lên Nga nhằm mục đích kết thúc cuộc xung đột này. Chúng tôi đang thành lập các nhóm và sớm nhất vào tháng 7, chúng tôi sẽ đưa ra những chi tiết cụ thể mới nhằm đạt được hòa bình tổng thống ukraina cũng lưu ý rằng việc chính thức bắt đầu đàm phán với tư cách thành viên liên minh châu âu eu là một kết quả lịch sử ông cam kết ukraina chắc chắn sẽ làm mọi thứ cần thiết để vượt qua từng chương trong quan hệ với eu và tạo ra một thỏa thuận gia nhập Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine đầu tiên được tổ chức vào ngày 15 tới ngày 16 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Danh sách tham dự sự kiện được công bố ngày 14 tháng 6, bao gồm hơn 90 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Nga, Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Iran, Cuba không tham dự. Lúc đầu, thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình được 80 quốc gia và 4 tổ chức ủng hộ, nhưng sau đó một số quốc gia đã rút lại quyết định, còn một số ký bổ sung. Ukraina và các đồng minh không thể thuyết phục những quốc gia trung lập lớn ký vào tuyên bố chung cuối cùng. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho việc dỡ bỏ lệnh cấm, đưa nhà thầu quân sự Mỹ đến Ukraina để giúp nước này bảo trì và sửa chữa những hệ thống vũ khí bị hỏng cnn đưa tin đây sẽ là thay đổi đáng kể nữa trong chính sách của chính quyền tổng thống mỹ joe biden đối với ukraina nhằm giúp nước này giành được lợi thế trên chiến trường chính sách trên vẫn đang được các quan chức của chính quyền chuẩn bị và chưa được tổng thống biden ký một quan chức của chính quyền nói với cnn chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào và nói vào thời điểm này vẫn là sớm tổng thống hoàn toàn chắc chắn việc sẽ không đưa binh lính mỹ đến ukraina nếu được thông qua, thay đổi này sẽ được triển khai trong năm nay và sẽ cho phép Lầu Năm Góc ký hợp đồng với các công ty Mỹ để họ đưa người đến Ukraine. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm 2022, các quan chức Mỹ hy vọng họ có thể đẩy nhanh việc bảo dưỡng và sửa chữa những hệ thống vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng. Trong hai năm qua, ông Biden nhiều lần khẳng định tất cả người Mỹ, đặc biệt là binh lính, sẽ tránh xa tiền tuyến Ukraine. Nhà Trắng quyết tâm hạn chế rủi ro và nhận thức, nhất là từ phía Nga, rằng quân đội Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này không đến Ukraine từ năm 2022. Kết quả là những khí tài quân sự mà Mỹ cung cấp nếu bị khổng hóc đáng kể sẽ được chuyển sang Ba Lan, Rumani hoặc các nước tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác để sửa chữa, một quy trình tốn nhiều thời gian. Quân đội Mỹ cũng có thể giúp Ukraine bảo dưỡng định kỳ và khẩu cần, nhưng chỉ có thể thực hiện từ xa qua chat video hoặc điện thoại bảo mật, nhưng cách này cũng gặp nhiều hạn chế vì vậy giới chức mỹ bắt đầu xem xét lại nghiêm túc những hạn chế đó trong những tháng qua nhất là trong bối cảnh nga tiếp tục giành lợi thế trên chiến trường các quan chức mỹ cho biết việc cho phép những nhà thầu nước này có kinh nghiệm hiện diện ở ukraina sẽ giúp sửa chữa khí tài đắt tiền nhanh hơn nhiều một hệ thống tiên tiến sẽ cần bảo dưỡng thường xuyên là máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine dự kiến sẽ nhận được vào cuối năm nay. Cuộc thảo luận về việc cho phép các nhà thầu đưa người đến Ukraine diễn ra sau một loạt quyết định của Mỹ nhằm giúp Ukraine đối phó với Nga. Cuối tháng 5 vừa qua, ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga ở khu vực sát biên giới với thành phố Kharkiv, dù trước đó Washington nhiều lần từ chối. Tuần trước, chính sách được mở rộng thêm một lần nữa khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan cho biết Ukraine có thể phản công bất cứ nơi nào dọc biên giới với Nga bằng vũ khí của Mỹ. Các quan chức hiện tại và đã nghỉ hưu nhấn mạnh rằng thay đổi mới sẽ không dẫn đến sự hiện diện áp đảo của các nhà thầu Mỹ như từng xảy ra ở Iraq và Afghanistan mà chỉ có từ vài chục tới vài trăm nhà thầu làm việc tại Ukraine cùng lúc. Trong hơn hai năm qua, Nga và Ukraine đã triển khai vũ khí tác chiến điện tử dựa vào công nghệ giá rẻ nhưng hiệu quả cao để đánh chặn máy bay không người lái tấn công và đạn dược dẫn đường. Với việc UAV bay dược trời đe dọa bất cứ thứ gì đang di chuyển, nhu cầu về hệ thống tác chiến điện tử là rất lớn. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Kiev đã đầu tư rất lớn vào năng lực tác chiến điện tử để nhanh chóng đưa chúng ra tiền tuyến. Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, giải thích về việc phát triển hệ thống tác chiến điện tử, chúng tôi đang làm điều tương tự như chúng tôi đã làm với máy bay không người lái, mở rộng quy mô sản xuất trong nước. Ông nói, để làm được như vậy, chúng tôi đã bắt đầu bằng cách xác minh nhu cầu, khả năng và thách thức sản xuất. Chúng tôi tạo điều kiện để nhiều công ty tư nhân có thể tham gia, sản xuất và cạnh tranh. Và cơ chế này đang hoạt động, chúng tôi đã thấy kết quả. Mục tiêu của Ukraine là đưa thiết bị tác chiến điện tử tới từng chiến hào để ngăn chặn hiệu quả UAV Nga, vốn đang gây khẳng loạt thiệt hại cho Kiev. Tác chiến điện tử bao gồm nhiều công cụ, phương pháp và kỹ thuật được thiết kế để can thiệp vào thông tin liên lạc, gây nhiễu tần số và làm gián đoạn thông tin hệ thống định vị vệ tinh, cắt đứt kết nối giữa máy bay không người lái và người điều khiển nó hoặc khiến vũ khí bị chệch hướng. Ông Fedorov nói, cần có nhiều công cụ tác chiến điện tử khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Nói cách khác, mỗi chiến hào đều cần có các thiết bị tác chiến điện tử. Ukraine đã mua 2.000 thiết bị tác chiến điện tử tầm gần trong mùa xuân với sự giúp đỡ của United 24, một sáng kiến của chính phủ Ukraine nhằm kêu gọi quyên góp tiền để mua vũ khí. Ông Fedorov cho biết thị trường này đang phát triển rất nhanh các hệ thống tác chiến điện tử tầm gần sẽ đặc biệt hữu ích trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương, đặc biệt là các máy bay bốn cánh nhỏ thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất chứa đầy chất nổ như một loại vũ khí giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào quân nhân, thiết bị, thiết giáp và các vị trí của đối phương, kể cả trong chiến hào. Chúng được xem là sát thủ vô hình vì không cần thuốc nổ cũng có thể khả cục vũ khí đối phương. Ông Fedorov cho biết, tốc độ của cuộc chiến công nghệ ở Ukraina đang rất nhanh và những phát triển mới có vòng đời rất ngắn. Ông Fedorov nói, bản thân công nghệ rất quan trọng nhưng việc sử dụng công nghệ có tác động rất lớn. Bạn có thể có chiếc máy bay không người lái tốt nhất nhưng có ý nghĩa gì nếu nó không thể bay trong điều kiện tác chiến điện tử. Trong khi đó, Mỹ đang theo dõi việc sử dụng công nghệ tác chiến điện tử ở Ukraina để rút ra bài học. Đại tá Nikon Petrucci chỉ huy lực lượng không gian Mỹ cho biết tại một sự kiện hồi tháng 4, những gì chúng ta thấy trong cuộc xung đột Ukraine Nga là tác chiến điện tử được ứng dụng nhiều hơn những gì chúng ta từng thấy trước đây. Camera an ninh của Nga đã ghi lại được video về khoảnh khắc bom chùm lao xuống bãi biển đông người ở Sevastopol vào kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua. Giới chức Nga cho biết đã có 5 người chết và hơn 150 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Phía Nga cáo buộc rằng vụ tập kích bằng tên lửa chùm này là do Ukraine thực hiện. Trong phần thứ nhất của video, có thể thấy nước bắn tung tóe ở nhiều điểm phía ngoài bãi biển do bom đạn phát nổ sau khi đã bung ra từ quả tên lửa. Ít nhất một quả bom con rơi xuống bãi biển và phát nổ trong khi người dân hoảng loạn tháo chạy tới nơi an toàn. Trong phần 2 của video, có thể thấy một người đàn ông đang cố gắng che chắn cho một cháu bé ngay trên bờ biển. Bãi biển thuộc thị trấn Fk nằm bên bờ biển đen. Nga coi vụ tập kích tên lửa chứa đạn chùm này là khủng bố và đã bày tỏ phản đối chính thức với Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Linné Chessy. Washington phủ định dính líu vào vụ tấn công và nói rằng Kiev tự quyết định cách sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ công bố ngày 24 tháng 6 cho thấy, lực lượng Ukraine gần đây đã phản công thành công và giành lại được vùng đất đã mất ở Vóc cùng ngôi làng lân cận Starysia ở tỉnh Kharkov, trong khi quân đội Nga đang tiến gần Sivert và Torres ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Ukraine gần đây đã giành lại được một số vị trí chiến thuật ở phía đông bắc Kharkov nhờ tiến hành các cuộc phản công thành công. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, đoạn video được định vị địa lý từ ngày 24 tháng 6 cho thấy quân đội Ukraine bắn vũ khí nhỏ và lực lượng Nga ở phía đông bắc thị trấn tràn và sau đó giành lại một số vị trí dọc phố Klyboroba đoạn video bổ sung ngày 24 tháng 6 cho thấy lực lượng Ukraine giành lại vị trí ở trung tâm làng Staritsia tây nam Tràn. mặc dù vậy quân nga vẫn tiếp tục tấn công gần Tràn và trong chính thị trấn với các cuộc giao tranh theo vị trí đang diễn ra gần làng Kliboke. ISV nhận xét dù giành lại được lãnh thổ đã mất, thực tế lực lượng Ukraine mới chỉ đạt được một số lợi ích hạn chế ở phía đông bắc thành phố Kharkov. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga cho biết các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc thành phố Kharkov gần Hlyboke cũng như theo hướng Lipsi và Vokchan vào ngày 23 và 24 tháng 6 vốn không thành công. Trong khi đó, tại khu vực Torek thuộc tỉnh Donetsk, ISV Kép cho biết lực lượng Nga đang tiến lên khi các cuộc tấn công của họ tiếp tục. Đoạn video được định vị địa lý từ ngày 24 tháng 6 cho thấy những bước tiến gần đây của Nga gần làng Druba, phía đông bắc Torek. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công gần các làng Pipnikne, pipdenne và New York xung quanh Torek. Bằng chứng về những tiến bộ của Nga cũng được ghi nhận ở khu vực Sivert. Đoạn phim ngày 23 tháng 6 cho thấy các đơn vị thuộc Trung đoàn Dù 119 của Nga, Sư đoàn Dù Cận vệ 106 VTV, cắm cờ Nga ở phía đông nam làng Rodilipka, phía nam Sivert. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía đông Sivert, gần Vaniokami-Anske, phía đông bắc Sivert, gần Bihororipka, phía nam Sivert, gần Rodolipka và Viimka vào ngày 24 tháng 6. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng thừa nhận Nga đang tiến hành các đợt tấn công dữ dội ở nhiều địa phương khác nhau gần Sivert và Torek. Trước thêm cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên ngày 27 tháng 6 tới, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden lẫn cựu Tổng thống Donald Trump, hai người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, đều tương đối bận rộn. Trong khi ông Biden cùng các trợ lý tập dượt ở trại David, ông Trump có cách tiếp cận khác. Thay vì tranh luận thử, ông gặp mặt hàng loạt chính trị gia đồng minh để nói về các vấn đề chính sách dự kiến được nêu lên, theo The Hill. Các chuyên gia chính trị Mỹ nhận định, các cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống không chỉ là buổi diễn thuyết mà mang lại giá trị thực tế cho các ứng viên. Cả hai sẽ mong muốn có màn thể hiện tốt nhất để thu hút các nhóm cử tri còn do dự. Giáo sư Mitchell McKinney, hiệu trường trường nghệ thuật và khoa học Butchell thuộc Đại học Akron Mỹ nhận định, cuộc tranh luận sẽ là sự tổng hòa giữa thảo luận về chính sách và việc các ứng cử viên tấn công về năng lực và phẩm chất của nhau. Theo thỏa thuận giữa phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa, hai cuộc tranh luận sẽ được tổ chức trước thềm bầu cử. CNN đăng cai cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 27 tháng 6, trong khi ABC News tổ chức sự kiện thứ hai vào ngày 10 tháng 9, sau khi cả hai đảng chính thức đề cử ứng viên. CNN đã công bố quy định đối với hai ứng viên trong cuộc tranh luận đầu tiên. Theo đó trong trường quay sẽ không có khán giả, micro sẽ bị tắt trừ khi đến lượt phát biểu. Ông Biden lựa chọn đứng ở bên phải theo góc nhìn của người xem truyền hình, trong khi ông Trump sẽ có quyền phát biểu sau cùng. Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, bắt đầu lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 giờ địa phương, tức 8 giờ ngày 28 tháng 6 giờ Việt Nam. Giáo sư McKinney nói, khi các ứng viên tổng thống của các đảng lớn chấp nhận tranh luận, họ luôn tranh cãi về các quy định cụ thể và việc các quy định này có lợi cho ai, có công bằng với hai ứng viên hay không. Ông McKinney chỉ ra đây là lần đầu tiên một cuộc tranh luận được tổ chức mà không có khán giả trực tiếp kể từ năm 1976. Đó có thể là yêu cầu từ đội ngũ tranh cử của ông Biden do ông Trump có xu hướng kích thích phản ứng của khán giả, điều không phù hợp với phong cách của ứng viên Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, quy định tắt micro từng được áp dụng kể từ cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên hồi năm 2020. Trước đó, trong cuộc tranh luận đầu tiên năm 2020, ông Trump thường xuyên chen ngang khi ông Biden phát biểu. Giáo sư Thomas Holbrook, chuyên gia chính trị học tại Đại học Wisconsin, Milwaukee, Mỹ, nói Tôi nghĩ điều này sẽ có lợi cho ông Biden. Dù các quy định dường như nghiêng về ông Biden, giáo sư McKinney cho rằng ông Trump vẫn chấp nhận tham gia vì mong muốn có cơ hội tranh luận trực tiếp với đối thủ. Ông ấy mong muốn điều này đến mức đồng ý với quy tắc tranh luận Vị chuyên gia nói, để thuyết phục cử tri, hai ứng viên sẽ cần đề cập tới các vấn đề chính sách. Các chuyên gia nhận định, các vấn đề được đề cập đến có thể bao gồm kinh tế, lạm phát, các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông hay vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, ông Biden và ông Trump được dự đoán sẽ không quên chỉ trích lẫn nhau, nhất là khi cả hai đang coi đây là một phần quan trọng trong chiến dịch của mình. Giáo sư McKinney nói, Donald Trump sẽ tấn công ông Biden về tuổi tác liệu ông ấy có quá xa và không thể tiếp tục làm Tổng thống hay không? Joe Biden sẽ không bỏ qua những gì ông Trump đã làm khi còn ở Nhà Trắng liên quan tới cuộc bạo động tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1, cũng như những vấn đề pháp lý gần đây. Thông thường, các cuộc tranh luận chỉ được tổ chức sau khi các đảng phái lớn chính thức đề cử ứng viên, thường là vào tháng 7, tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Tuy nhiên năm nay có sự khác biệt khi cả ông Trump và ông Biden đều sớm đánh bật các đối thủ để trở thành ứng viên của đảng mình, dù chưa được đề cử chính thức. Bên cạnh đó, ông Trump từng lên tiếng thách thức ông Biden tham gia tranh luận. Do vậy, đội ngũ tranh cử của phe dân chủ muốn chứng minh rằng tổng thống đương nhiệm sẵn sàng đối đầu. Đây cũng là cơ hội để ông Biden giành thêm sự ủng hộ của cử tri. Trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò dư luận kể từ đầu năm cho thấy ông Trump là người dẫn trước. Đây có thể là yếu tố quan trọng do quan điểm của cử tri thường có xu hướng chắc chắn hơn trong giai đoạn sau của chiến dịch tranh cử. Vì vậy, lịch trình sớm có thể đem lại hệ quả mạnh mẽ hơn so với trước đây, giáo sư Holbrook nói. Theo giáo sư McKinney, các cuộc tranh luận trước thềm bầu cử quan trọng với nền chính trị Mỹ, cả về tính biểu tượng lẫn thực tiễn. Đây là cơ hội để chứng tỏ hệ thống bầu cử Mỹ cho cử tri cơ hội chứng kiến các ứng viên cùng xuất hiện trước công chúng để kêu gọi phiếu bầu. Giáo sư McKinney cho biết, không có luật hay quy định nào buộc các ứng viên tranh luận. Đây là điều đã phát triển qua thời gian và trở thành tập quán. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, đây là dịp duy nhất các ứng viên xuất hiện cùng nhau với các điều kiện tương đồng, với thời gian như nhau để thuyết phục công chúng Mỹ. Giáo sư McKinney nhận định, nếu một ứng viên Tổng thống từ chối tranh luận, người đó sẽ vấp phải phản kháng. Đây không phải là điều tích cực trong mắt công chúng Mỹ. Ứng viên đó sẽ bị coi là đang né tránh, sợ hãi, không muốn đứng trước người dân Mỹ để kêu gọi họ bỏ phiếu cho mình. Bên cạnh đó, các ứng viên cũng có tính toán thực tế. Các cuộc tranh luận thường được công chúng đặc biệt chú ý. Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Nelson hơn 73 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden năm 2020. Theo giáo sư McKinney, trong các cuộc bầu cử sát nút có thể quyết định bởi 1 đến 2% cử tri, các ứng viên cần tận dụng cuộc tranh luận để thu hút nhóm cử tri này. Dù vậy, các cuộc tranh luận ngày nay có thể không còn quan trọng như trong quá khứ. Theo giáo sư Holmesbrook, nguyên nhân đến từ sự phân cực ngày càng tăng trong lòng nước Mỹ. Do đó, số lượng cử tri còn do dự ngày càng ít. Thêm vào đó, cử tri cũng có xu hướng không muốn nghe những thông tin đi ngược lại niềm tin của họ. Vị chuyên gia nhận xét, nhìn chung, tầm quan trọng của các cuộc tranh luận có xu hướng giảm trong những kỳ bầu cử vừa qua. Kênh Military Summary đưa tin trong đêm, lực lượng Kiev tăng cường tấn công vào thành phố Benkrot của Nga. Ngoài ra, một kho đạn ở phía bắc mặt trận Kupian trên lãnh thổ Nga đã bị máy bay không người lái đối phương phá hủy. Có tin đồn về việc Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ trên biển đen, nhưng nó đã hạ cánh xuống Ý sau vài giờ. Tại Vokchan trên mặt trận Kharkov, lực lượng Kiev được cho là đã tiến khoảng 200 mét về phía đông. Kênh SGS ghi nhận kết quả tương tự. Theo thông tin cập nhật từ thực địa như trên, thì dường như Ukraine đang cố gắng bao vây nhóm binh sĩ Nga ở đây. Tình hình đang chuyển biến xấu với lực lượng Moscow. Trong khi đó, tại Silver, Nga tiến hành cuộc tấn công trên bộ với một số xe bọc thép, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Ở thành phố Krasnogorivka, theo một nguồn tin Ukraine, lực lượng Moscow đã chiếm được một nửa số tòa nhà cao tầng ở phía đông. Điều này có thể dẫn đến một cuộc bao vây đối với nhiều binh sĩ Ukraine ở xa hơn về phía đông các tòa nhà cao tầng. Quân đội Nga cũng tiến về phía bắc Sokin dọc theo cánh đồng. Ở Torres có xác nhận trực quan đầu tiên rằng họ đang tiến về làng Druba. Kênh Riyadokka đưa tin phía đông Uleda có đội Nga phát triển từ Vladimirokka đến đường cao tốc tới Konstantinokka. Các đơn vị tiên phong của họ chỉ còn cách đó không quá 1,5 km. Việc tiếp cận tuyến đường này sẽ cho phép lực lượng Moscow bắt đầu tấn công vào hai ngọn đồi bãi thải của mỏ Junodo Baskaya số 3 và bãi thải của mỏ Junodo Baskaya số 1. Hai cao điểm này cung cấp chỗ dựa cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trong thành phố từ phía đông và phía bắc việc chiếm giữ những bãi thải này sẽ cho phép quân đội Nga bắn xuyên qua toàn bộ khu vực. Điều này có nghĩa là không chỉ cắt đứt tuyến đường chính mà các chiến binh lực lượng Kiev ở Uleda nhận tiếp tế, mà còn kiểm soát hỏa lực đối với các tòa nhà của mỏ Yunodon baskaya số 3 và làng công nhân gắn liền với nó. Sau khi chiếm được các cao điểm ở gần Uleda, quân đội Nga sẽ nhận được chìa khóa để bảo vệ thành phố.